Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Khá lâu rồi mình không review một cái laptop ở phân khúc mức giá gọi là rẻ rẻ thôi, để các bạn tiếp cận cho nó dễ đúng không? Hôm nay mình mang đến đây một cái option mà đúng nghĩa nó đẹp từ thiết kế bên ngoài và cái hiệu năng phía bên trong cũng rất ổn so sánh với tầm giá anh em phải bỏ ra. Đây là con HP Victus 15. Và cái phiên bản mà mình đang trên tay ở đây á, là nó có con chip là i5-12450H đi kèm với 8GB RAM và cái card đồ họa là RTX 2050. Mức giá cho cái option này tại Selfinet đang bán á, là 17.990.000. Các bạn có thể lựa chọn một cái phiên bản dùng chip AMD Ryzen 5 với cái mã đây là 7535HS thì giá nó khoảng tầm 17.590.000. Hoặc nếu không, chúng ta có thể chọn cái option cao cấp hơn để có card đồ họa mạnh hơn cũng như con chip mạnh hơn. Đó là cái phiên bản chạy chip Ryzen 5 6600H đi kèm với cả RTX 3050 Ti. Thì nói chung là nhu cầu của anh em đến đâu anh em có thể lựa chọn cho nó phù hợp. Càng lên cao tiền thì chúng ta sẽ càng có cái option về cấu hình nó cao hơn. Thì phụ thuộc vào cái nhu cầu của các bạn lựa chọn cho nó hợp lý. Chứ còn nếu như các bạn mà mua một cái laptop về để mà làm những cái cơ bản liên quan đến gaming hoặc là làm những cái kiểu video edit nhẹ nhàng theo kiểu hot trend TikTok các thứ bây giờ á, thì cái phiên bản option với chip Intel đi kèm với một con card đồ họa RTX cụ thể ở đây là 2050 mình nghĩ đã là đủ rồi. Có một thứ duy nhất các bạn cần phải đắn đo đó là 8GB RAM ấy, thì ok, lát nữa mình sẽ nói đến yếu tố này sau. Và ok, chúng ta sẽ nói kỹ hơn ngay sau intro nhé. Yếu tố đầu tiên thì đập thẳng vào đấy là cái thiết kế nó thật sự là đẹp. Không biết các bạn nghĩ sao nhưng mà gần đây rất nhiều những cái laptop theo kiểu gọi là gaming ấy thì nó sẽ luôn luôn có thiết kế kiểu nó bị hầm hố quá, nó bị theo kiểu dạng là gai góc quá. Trước đó với con HP Victus 15 này thì các bạn để thấy một điều này: đơn giản, nhẹ nhàng. Cái mặt logo ở đây nhìn nó không phải là logo HP, nó là logo của Victus. Nó là một cái logo khác biệt để tạo ra một phân khúc so sánh với những cái chiếc laptop theo kiểu dạng Ultrabook hoặc là laptop doanh nhân mà HP đã tạo ra thời gian gần đây. Và cái dòng Victus gaming của HP càng ngày càng ghi dấu ấn trên thị trường, bởi vì cho dù nhá, là nói thẳng luôn là cái mức giá dựa trên cấu hình không phải là tốt nhất, nhưng nó lại luôn là cái laptop mang lại cái hiệu suất, trải nghiệm, hiệu năng, tản nhiệt và cái quan trọng là cái độ bền về lâu về dài thì HP lúc nào cũng cực kỳ ok. Đấy, các bạn có thể để ý thấy một vài những dòng laptop HP Omen hay là một vài những dòng cao cấp hơn của HP chuyên về khoản gaming ấy, họ làm build cực kỳ ngon. Thì con này cũng không khác biệt chút xíu nào cả. Thậm chí một trong những yếu tố liên quan đến bản lề thì nó cũng là một trong những thứ tạo nên cái sự khác biệt của con HP Victus 15 này so sánh với rất nhiều những cái mẫu laptop giá rẻ trên thị trường. Bản lề chắc chắn hơn, cứng cáp hơn và các bạn chỉ cần nhấc cái nắp màn hình này lên thôi, các bạn có dễ cảm nhận thấy được rõ rệt cái sự chắc chắn ở cái phần bản lề này là như thế nào. Đấy là cái giá trị đầu tiên mà mình có thể khẳng định là con HP Victus 15 này nó làm ok hơn hẳn so sánh với phần lớn những mẫu laptop đang có mặt trên thị trường. Chúng ta cũng có một cái thiết kế với mình là nó nhẹ nhàng đơn giản, từ bàn phím chích LED, khoảng cách giữa các phím, rồi bàn phím số, rồi thậm chí là cái trackpad khá là to, thậm chí trackpad này còn được phủ một cái lớp kính lên trên để chúng ta có thể di một cách mượt mà hơn, rất là ổn. Chưa kể nữa là viền màn hình hai bên cũng mỏng, bên trên thì nó phải dày hơn một chút xíu để nó chứa thêm cái webcam, nhưng mà đây đều là những cái chi tiết mà cơ bản mình đánh giá là nó cũng ở mức chấp nhận được. Và thậm chí thiết kế con laptop này còn khéo một cái chỗ, đấy là vị trí của khe tản nhiệt này. Nó đưa tất cả ra phía lưng và nó sẽ thổi ra phía trước, không có một chút xíu nào ở hai bên. Tức là khi các bạn sử dụng ở tay trái hay tay phải đặt bên cạnh cái laptop này thì chúng ta đều không bị khó chịu. Cũng như là cái viền màn hình bên trên này nó dày này, cũng như cái khe thoát gió nó đẩy hoàn toàn ra phía sau, nên nó cũng không hề bị một chút xíu gió nóng nào nó phả lên trên màn hình để khiến cho cái màn hình của chúng ta bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ sau một khoảng thời gian dài các bạn sử dụng cả. Nên các bạn có thể thấy là thiết kế nó thật sự là thông minh. Ok chưa? Rồi, bây giờ đi vào đến vấn đề hiệu năng thì i5-12450H đi kèm với 8GB RAM và RTX 2050. Riêng đối với bản thân mình thì cái cấu hình này nó khá là quen thuộc rồi. RTX 2050 thì cũng đã có rất nhiều những video test về khoản gaming, hay là i5-12450H thì thật sự nó cũng quá quen thuộc rồi. Mấy cái option theo kiểu dạng phổ thông trong cái tầm giá như này chắc là mình cũng không cần phải nhắc đến nhiều. Nên là xin phép anh em là mình đi thẳng vào yếu tố, đây là test game ngay và luôn. Những cái con số FPS và quan trọng nhất đấy là cái sự ổn định cũng như là cái nhiệt độ, nó sẽ nói lên được cái giá trị mà con laptop này mang lại là như thế nào. Và xin phép anh em là sẽ có một đoạn test game nhanh
mà cho anh em cảm nhận về game thôi, chứ mình cũng không muốn nói gì quá nhiều. Thế nhá. Sau một thời gian tắt game, anh em thấy sao? Đối với mình đánh giá thì hiệu năng gaming của con này trong tầm giá thì nó thuộc dạng là ok. Đương nhiên RTX 2050 nó sẽ rất phù hợp để các bạn chơi những cái tựa game eSports kiểu dạng như bán CS2, bây giờ là CS2 rồi, không còn là CSGO nữa nha. Hay là chơi Liên Minh Huyền Thoại các thứ thì vẫn cứ là ok. Bán Valorant thì cũng ổn, nói chung là kể cả mức 2 setting hay là mức setting các thứ thì chúng ta vẫn có thể chơi ổn được trên cái màn hình Full HD với tần số quét là 144Hz này. Tuy nhiên thì để mà có một cái mức FPS tối ưu nhất thì các bạn có thể hạ một vài những setting xuống mức thấp hơn để chúng ta có một trải nghiệm game quẩy tốt hơn trên cái laptop này. Thì cơ bản đó là cái vấn đề của RTX 2050 và chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận nó trong cái tầm giá này. Cái quan trọng là nhiệt độ và FPS trong quá trình các bạn chơi thì có thể thấy là nó thực sự là ok và nó rất là ổn áp, cũng như nó giữ một cái sự ổn định rất là ổn. Cái vấn đề ở đây nó là 8GB RAM thì thật sự nó là rất ít ở năm 2024 như thế này. Và theo như mình check thông tin thì còn bất ngờ hơn, 8GB RAM này nó đang chạy ở Dual Channel rồi. Bất ngờ không? Đúng rồi đó các bạn, nó là 2x4GB. Tức là nếu như các bạn có nâng cấp RAM ấy thì bắt buộc các bạn sẽ một là bỏ luôn cái 2x4GB này, chúng ta đóng luôn vào đây 2x8GB lên 16GB, hoặc là các bạn sẽ chơi 1x4GB, 1x16GB thì nó là ổn áp nhất. Nhưng mà thật sự luôn, mình nghĩ là các bạn nên bỏ luôn cả 2x4GB này để chúng ta nâng cấp lên là 2x8GB. Lúc đó chúng ta sẽ có 16GB RAM, nó sẽ ổn áp hơn. Chứ còn nếu mà lên hẳn 2x16GB tổng 32GB thì nó hơi quá đối với một cái cấu hình có thể nói là mức thấp như thế này. Nên rõ ràng đây cũng là một yếu tố mà các bạn sẽ cần phải đo đi được chút. Tại vì 8GB RAM thật sự với mình là nó không thể nào đủ được, nên bắt buộc các bạn sẽ phải nâng cấp RAM. Và nâng cấp RAM lên thì coi như chúng ta sẽ phải bỏ phí mất 2x4GB này. Nó là một điều gì đấy hơi tiếc nhỉ. Thà, mình nói cái từ thà nha các bạn nhé, thà chúng ta có sẵn 1x8GB, các bạn nâng thêm 1x8GB nữa
thì cái chi phí lúc này nó sẽ tốt hơn rất nhiều so sánh với việc chúng ta phải bỏ luôn cả hai thanh 4GB này để lên hai cái thanh 8GB, tổng là 16GB. Nên đây cũng là một cái chi tiết về yếu tố chi phí mà các bạn cần phải đắn đo khi lựa chọn cái laptop này. Hiện tại thì tại 7S mình không thấy có những cái chương trình hỗ trợ liên quan đến RAM, update RAM các thứ gì đó. Tuy nhiên thì các bạn sẽ được tặng thêm một con chuột chơi game DU M911 RGB. Thì thôi, đấy cũng là một cái quà tặng nhỏ nhỏ để các bạn có thể trải nghiệm với cái laptop này cũng là ok. Nên về yếu tố gaming và về yếu tố lưu ý về cái việc trải nghiệm liên quan đến nâng cấp RAM thì nó cũng là một thứ mà mình cũng cần phải nói đến để các bạn có thể tham khảo. Ngoài ra thì cái laptop này cũng có một cái điều mà mình thấy khá là thú vị, đó là chúng ta vẫn được giữ lại cái khe cắm thẻ SD và chúng ta cũng có đầy đủ từ cổng USB-C, từ cổng USB Type-A. Thậm chí Type-A chúng ta còn có tổng cộng tới 3 cổng khác nhau để các bạn có thể kết nối đến chuột bàn phím một cách rất là dễ dàng. Cổng C chúng ta cũng có băng thông tốc độ cao để giúp các bạn có thể kết nối ra những cái hub bên ngoài, mở rộng kết nối ra cũng rất là ok. Ngoài ra cũng không thể nào thiếu được một cái cổng HDMI để giúp các bạn có thể xuất màn hình ra bên ngoài một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Và không thể thiếu được, nó vẫn sẽ có một cái jack mạng LAN RJ45 để nếu các bạn muốn mạng ổn định hơn, cắm dây cho nó ok thì laptop này cũng đáp ứng được hết. Riêng về vấn đề màn hình thì mình không đánh giá quá cao cái màn hình của con HP Victus 15 này. Nó sẽ vẫn có cái độ phân giải là Full HD trên kích thước là 15,6 inch và tần số quét là 144Hz. Tuy nhiên thì góc nhìn mình thấy không quá tốt, cũng như là màu sắc này thì mình cảm nhận thấy một điều đấy là nó không thực sự là tươi cho lắm. Với mình thì cái độ phủ màu của cái laptop này không thực sự quá ấn tượng nên là gọi là chơi game thì ok, nhưng nếu các bạn muốn làm những công việc liên quan đến đồ họa, edit hình ảnh video các thứ thì chắc chắn chúng ta sẽ cần có những cái màn hình ở bên ngoài để chúng ta có thể cải thiện về cái chất lượng màu sắc và giúp chúng ta có thể làm việc một cách tốt hơn. Ngoài ra thì thời lượng pin của nó với dung lượng pin là 52,5 Wh thì theo như thông tin từ nhà sản xuất thì nó có thể sử dụng được lên tới khoảng 6 tiếng. Tuy nhiên thì mình thấy nó cũng không thực sự là quá ấn tượng đâu. Tại vì test thực tế thì con này sẽ dao động loanh quanh đâu đó từ khoảng 4 tiếng khi mà dùng những cái tác vụ nhẹ nhàng. Còn nếu như các bạn muốn chơi game thì chắc chắn chúng ta sẽ cần phải ghim sạc vào đây. Chứ nếu như không ghim sạc thì con này sẽ cực kỳ là yếu. Bởi vì các bạn cũng hiểu nó bị cắt đi cái card đồ họa. Bản thân thì RTX 2050 đã không phải là quá mạnh rồi mà còn cắt đi cái card đồ họa nữa thì nó ối rồi lắm. Nên xác định chúng ta muốn chơi game vừa mới hiệu năng mạnh mẽ nhất thì phải cắm sạc. Đấy là đặc điểm chung của bất cứ một con laptop gaming nào rồi. Nên tổng thể lại với con laptop HP Victus 15 này, với cá nhân mình đánh giá thì cái điểm nhấn đầu tiên đấy là cái thiết kế thì thật sự là nó phù hợp với rất nhiều người. Cái hiệu năng này cũng rất đủ dùng trong cái tầm giá. Hoàn thiện build quality của nó rất là tốt và cái thiết kế này của nó cũng thực sự rất là thông minh, cho dù đến từ cái bàn phím, trackpad hay vị trí của khe thoát nhiệt nó đều thực sự là ổn áp. Cổng kết nối đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Bên cạnh một cái mức giá phù hợp với tất cả những trải nghiệm nó mang lại thì các bạn nghĩ sao? Đặc biệt là tại 7S thì chúng ta còn có rất nhiều những cái ưu đãi tùy thuộc vào từng thời điểm nữa. Ví dụ như thời điểm này là có cái chương trình mà hỗ trợ thanh toán qua thẻ thì được giảm giá thêm này. Laptop HP thì còn được giảm tối đa 5% cho các bạn học sinh sinh viên, tối đa lên tới là 350.000 nữa. Rồi có rất nhiều thứ thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tại 7S để chúng ta có những ưu đãi dành riêng cho các bạn học sinh, sinh viên, đặc biệt khi mua những laptop HP như thế này. Đó, các bạn nghĩ sao? Hãy để lại ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!